Xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Nhà Đất An Giang. Thì hiện tại em đang có mặt tại chợ Sao Mai của khu đô thị Sao Mai, thị trấn Cái Dầu. Và hôm nay kênh Nhà Đất An Giang sẽ giới thiệu đến quý anh chị một lô đất có tổng diện tích là 80m², bề ngang là 5m, bề dài là 16m, nằm đối diện khu chợ Sao Mai của thị trấn Cái Dầu này luôn nè các anh chị. Đây là quang cảnh buổi sáng của khu chợ này. Hiện tại em đang ghi hình cho các anh chị xem, đã là 9 giờ sáng rồi nha các anh chị. Các anh chị nhìn xa qua quang cảnh của khu chợ Sao Mai này nha. Đây này các anh chị, bà con mua bán kinh doanh ở đây rất là đông đúc và nhộn nhịp. Khu vực xung quanh thì nhà cửa đông đúc, hàng quán thì tấp nập, san sát nhau luôn các anh chị. Bây giờ em sẽ đi chở ra và đi đến cái lô đất mà chủ đang cần bán ngày hôm nay cho các anh chị cùng xem nha. Các anh chị nhìn xa qua khu vực xung quanh nhà cửa thì người ta đã cắt rất là nhiều và kiên cố hết các anh chị. Đây này các anh chị, thì từ khu chợ qua lô nền đất của chúng ta chỉ cách 20m thôi các anh chị, và lô đất của chúng ta đối diện khu chợ luôn. Hiện tại em đang đi về lô đất để quay cho các anh chị xem chi tiết về lô đất này mà chủ đang cần bán ngày hôm nay. Thì đây là lô đất mà chủ đang cần bán ngày hôm nay đây các anh chị. Bề ngang là 5m, bề dài là 16m. Bề ngang 5m tính từ đây nè các anh chị. Ở đây có một cái trụ móc ranh giới của lô đất. Kéo qua bên đây cũng có một cái cột mốc nè các anh chị. Các anh chị nhìn thấy rõ mà, như chỗ tay em chỉ đây, có một cái cột mốc ranh giới lô đất của chúng ta. Và chiều dài là 16m, cũng tính từ cái trụ đá này nè các anh chị, kéo dài vô đụng tới vách tường gạch của nhà phía sau là 16m. Và tổng diện tích của chúng ta là 80m². Về hạ tầng cơ sở thì ở đây có đầy đủ các tiện ích như là điện nước, wifi và cống thoát nước, rất phù hợp cho các anh chị sinh sống và đầu tư lâu dài nha. Phía trước nhà của chúng ta có một cái vỉa hè rộng là 3m, cũng tính từ cái trụ gạch này nè các anh chị, kéo qua đụng cái mí lậu ngoài kia là 3m nha các anh chị, 3m. Nếu như nhà các anh chị có sở hữu ô tô đó thì chúng ta đậu phía trước nhà thì rất là thoải mái và thông thoáng nha các anh chị. Còn con đường trước nhà của chúng ta đây các anh chị, bề ngang là 8-10m đó các anh chị. Xe ô tô quay đầu thì thoải mái luôn. Ở đây em thấy có một chiếc ô tô nè, nhưng mà một chiếc đậu ở trên con đường này em thấy rất là gọn luôn, không ảnh hưởng, không cản trở lưu thông của bà con xung quanh. Cái bên nhà của chúng ta thì có một số hàng quán nè các anh chị. Như ở đây có quán lẩu nướng, ở đằng kia thì em thấy có cái quán cà phê, quán kem đằng kia. Còn xéo xéo bên đây cũng là quán cà phê nè các anh chị. Ở ngoài kia là sân chập patin, còn đây là quán cà phê luôn. Nói chung là khu vực xung quanh lô đất này rất là thuận tiện cho các anh chị mua để ở và đầu tư lâu dài, sinh sống cũng rất là thuận tiện luôn các anh chị. Đây là các anh chị, phía trước lô đất của chúng ta là một mảnh đất trống, và ủy ban của huyện Châu Phú đang có kế hoạch xây dựng thành quảng trường đi bộ kết hợp với công viên trung tâm của huyện Châu Phú đó các anh chị. Khi mà các anh chị mua và sở hữu lô đất này thì mặt tiền nhà của chúng ta, mặt tiền lô đất của chúng ta sẽ trở thành mặt tiền trung tâm của huyện Châu Phú. Và sắp tới thì thị trấn Cái Dầu cũng đang có kế hoạch lên thị xã đô thị L4 đó các anh chị. Khu vực Sao Mai này thì em quay rất là nhiều video và review rất là nhiều nền nhà xung quanh khu vực này. Có lẽ là các anh chị cũng phần nào cảm nhận được cái sự sung túc và nhộn nhịp ở quanh khu vực này rồi nhé. Còn từ nền đất của chúng ta, xéo xéo bên kia chính là chợ khu đô thị Sao Mai đó các anh chị. Rất là tiện ích. Và cái nền của chúng ta là kế nền gốc nha các anh chị. Thì từ cái nền của chúng ta cách một cái nền gốc sẽ ra tới cái con đường nội bộ của khu đô thị Sao Mai.
Nhà cửa xung quanh thì đông đúc, rất là sung túc nha các anh chị. Các anh chị nếu sở hữu miếng đất này thì các anh chị ở đối diện chợ luôn. Nếu các anh chị sở hữu được một lô đất mặt tiền đối diện chợ và đối diện quảng trường trung tâm của huyện thì các anh chị sẽ đầu tư kinh doanh về lĩnh vực gì? Hãy để lại bình luận bên dưới cho em được biết nha. Và đây là cuốn sổ hồng miếng đất của chúng ta ngày hôm nay để các anh chị. Nền đất của chúng ta có địa chỉ tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Hình thức sử dụng là sử dụng riêng, thời hạn sử dụng là lâu dài và đất ở tại đô thị. Bên tay phải cuốn sổ hồng là sơ đồ kỹ thuật của miếng đất đây các anh chị. Hướng chính của nền đất của chúng ta là hướng đông nam, bề ngang mặt tiền là 5m. Đường trước nhà của chúng ta là đường nội bộ khu đô thị Sao Mai, bề rộng mặt đường là 10m. Mặt hậu của nền đất của chúng ta là 5m và chiều dài hai bên là 16m. Miếng đất của chúng ta khá là đẹp và vuông vức nha các anh chị. Thì tổng diện tích của miếng đất này là 80m2 và chủ đang kêu bán với giá là 1.400.000.000, có thương lượng nhẹ cho các anh chị nào có nhu cầu và thiện ý mua nha. Rồi đó là toàn bộ thông tin về cuốn sổ hồng và tình trạng pháp lý của miếng đất mà chủ đang bán ngày hôm nay đó các anh chị. Các anh chị nếu cảm thấy thích miếng đất này thì hãy liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình nha. Rồi bây giờ em mời các anh chị xem lại và nhìn lại một lần nữa cái lô đất và nền đất mà chủ đang càng bán ngày hôm nay đây các anh chị. Lô đất của chúng ta tính từ đây nè các anh chị, kéo qua tới đây, tới cái tay em chỉ đây các anh chị, là 5m, kéo vào sau trong kia, đụng cái bờ tường gạch của nhà phía sau là 16m đó các anh chị, và tổng diện tích là 80m2 nha các anh chị. Quang cảnh xung quanh, bà con đang kinh doanh mua bán, cũng như là cuộc sống xung quanh ở đây. Các anh chị nhìn lại một lần nữa, rồi em sẽ chạy một vòng khu vực xung quanh cho các anh chị xem và cảm nhận cái mật độ dân cư cũng như cuộc sống ở khu vực này như thế nào nha. Đây là các anh chị, rất là nhiều quán cà phê, quán ăn, quán nhậu luôn các anh chị. Em sẽ chạy đường này, rồi sau đó em sẽ quành ngược lại khu vực chợ Sao Mai cho các anh chị xem một lần nữa, rồi em xin kết thúc video luôn nha. Đây là con đường nội bộ, con đường nhỏ thôi các anh chị, nhưng mà em thấy dân cư và cuộc sống rất là sung túc, nhà cửa là gần như là san sát nhau hết các anh chị, chỉ còn một vài cái nền trống thôi. Ở đây cũng có một cái khách sạn nhà nghỉ này các anh chị. Còn đây là sân bóng đá mini cỏ nhân tạo nè các anh chị. Còn đây là con đường số 10 trục chính của khu đô thị Sao Mai đó các anh chị. Con đường này thì rất là đông đúc và hàng quán thì tấp nập luôn các anh chị ơi. Đây này các anh chị, quán cà phê, quán ăn, quán nhậu, quán karaoke, khu vui chơi giải trí, trung tâm toán, ngoại ngữ, tinh học thì tập trung trên con đường lớn này rất là nhiều luôn các anh chị. Em nghĩ với mức giá 1.400.000.000, các anh chị sở hữu được một cái lô đất ngay trung tâm của Sao Mai, thị trấn Cái Dầu và cũng là trung tâm của huyện Châu Phú luôn các anh chị. Và sắp tới thì huyện Châu Phú và thị trấn Cái Dầu cũng được lên cấp thị xã, tức là đô thị là 4 đó các anh chị. Thì mặt tiền trước cửa nhà của chúng ta thì cũng được quy hoạch thành công viên quảng trường đi bộ của huyện Châu Phú. Nếu các anh chị sở hữu được cái nền đất này, em nghĩ trong tương lai 1 đến 2 năm tới thôi, thì cái lô đất này thì cực kỳ là giá trị luôn các anh chị. Bởi vì em thấy kế hoạch của chính quyền địa phương ở đây đã bắt đầu triển khai, đã bắt đầu di dời một số cái hàng quán phía trong khu được quy hoạch thành công viên và quảng trường đi bộ đó các anh chị, đã di dời rồi. Thì em nghĩ trong khoảng thời gian 1 đến 2 năm nay thôi thì sẽ bắt đầu triển khai xây dựng và hình thành quảng trường đi bộ và công viên trung tâm huyện Châu Phú ở đó đó các anh chị. Với vị trí như vậy
Em thấy các anh chị đầu tư kinh doanh lâu dài cũng được, hoặc là các anh chị có thể mua để xây nhà ở sinh sống ở đó cũng rất là lý tưởng luôn các anh chị. Hoặc là các anh chị có thể cho thuê lại, xây dựng một cái căn nhà tiền chế thôi, các anh chị có thể cho thuê lại một tháng cũng kiếm được vài triệu đồng đó các anh chị. Còn nếu như các anh chị nào có đam mê về kinh doanh mua bán thì các anh chị có thể xây dựng nhà kiên cố, hoặc là xây dựng nhà tiền chế, hoặc là nhà cấp 4. Các anh chị đầu tư kinh doanh như là quán ăn, quán cà phê, tiệm cắt tóc, uống tóc, hoặc là quầy thuốc tây cũng được các anh chị. Đặc biệt là khu vực này em thấy là chưa có quầy thuốc tây nha các anh chị. Nếu các anh chị có thể đầu tư được quầy thuốc tây ở vị trí này thì rất là tuyệt vời luôn. Rồi, hiện tại em đang quay trở lại khu vực chợ Sao Mai của thị trấn Cái Dầu đây các anh chị. Bên tay trái màn hình của chúng ta chính là khu vực chợ Sao Mai của thị trấn Cái Dầu đây. Bà con kinh doanh mua bán ở đây rất là đông đúc và sung túc nha. Từ lô đất của chúng ta qua khu chợ này chỉ cách 20 mét thôi các anh chị. Đây, em đã quay trở lại lô đất và nền đất mà chủ đang cần bán ngày hôm nay đây các anh chị. Các anh chị thấy cái bụi cây đằng đó không các anh chị? Chính là cái lô đất mà chủ đang cần bán ngày hôm nay đó các anh chị. Và bây giờ em cũng xin nhắc lại giá mà chủ đang kêu bán lô đất này với tổng diện tích là 80 mét vuông, bề ngang là 5 mét, bề dài là 16 mét, là 1 tỷ 400 triệu, có thương lượng cho các anh chị nào có nhu cầu và thiện chí mua nha. Rồi bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây và xin hẹn gặp lại các anh chị trong những video tiếp theo. Các anh chị đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh được tiếp tục phát triển nha các anh chị. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.